Xin chào các chị, hôm nay thì em live ở spa đây. Mỗi một tuần thì em sẽ làm spa, làm mặt một lần. Một tuần em sẽ làm một lần, xong sau đấy thì em sẽ tập yoga. Đó, vẫn ăn uống theo cái chế độ rất là khoa học. Hôm nay thì chị em mình nói về chăm sóc da nhé. Vì hôm nay là em ra spa làm mặt. Thế hôm thì cũng có nhiều chị em cũng hỏi em ý là chăm sóc da thì có cầu kỳ không Thu. Em bảo thật ra thì chăm sóc da thì nó cũng cơ bản lắm các chị ơi. Chăm sóc da thì cũng cơ bản lắm, chúng ta cũng không có thể phức tạp đâu. Mà em thì tại vì là hiện tại ở trung tâm em thì có cả yoga và spa, nên là thường thì một tuần thì em sẽ ra làm spa, làm mặt một lần. Bởi vì sao? Bởi vì là ở spa thì sẽ có những cái máy móc ấy, sẽ có những cái máy móc nó chuyên dụng hơn, thì em sẽ làm spa một lần một tuần. Nó như là kiểu một cái bữa ăn cao cấp cho da của mình ấy. Còn hàng ngày thì em sẽ vẫn chăm sóc da với chu trình làm sạch này. Để em xem nào. Chị Trần Nhung, collagen uống lúc nào tốt nhất em? Chị ơi, thực ra ấy là collagen thì mình nên uống vào buổi sáng. Cái collagen dạng nước em đang uống thì vào buổi sáng là tốt nhất. Đấy, còn hôm nay thì buổi sáng nay em quên uống. Em lại uống quên uống collagen, thì buổi trưa em uống hoa anh thảo rồi, nên là bây giờ thì em tranh thủ nói chuyện với các chị để em uống collagen luôn á. Thế thì có chị cũng bảo em là Thu ơi, thế thì nếu mà mình chỉ cần uống collagen thôi, mình cần uống collagen thôi mà mình không cần chăm sóc da thì có được không? Thì em bảo là thực ra nhá, mình chăm sóc da thì mình sẽ có hai, con chào cô. Thì bình thường ấy, chăm sóc da mình sẽ có hai cái đường, đó chính là đường uống và đường bôi. Thế thì tại sao mà nhiều chị em cũng có nhắn tin cho em bảo là nếu mà chị bị nám ấy, chị bị nám thì uống collagen có hết không? Thì em nói luôn nhé, collagen thực chất ý, nó là một cái tên gọi. Chứ còn trong cái thành phần collagen thì nó có rất nhiều những cái thành phần để mà chống lão hóa da và làm trẻ hóa da thì rất là tốt. Vâng, chào cô ạ. Đấy, thì trong cái thành... Chị Nga Lê, em ơi chị ở chút, chị bị u sơ thì không muốn được các loại nội tiết vào collagen đúng không chị ơi? Thực ra nhá, là nếu mà có rất là nhiều những cái thông tin, và kể cả cái thông tin này thì em cũng đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Và nếu mà các chị đã từng xem live stream của em thì em đã từng nói chuyện với cả bác sĩ Triều, bác sĩ Mai Triều, là bác sĩ mà đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị ung thư. Thì anh Triều cũng có nói ấy, là có một cái hiểu lầm mà chúng ta rất nhiều người đang bị kiểu suy nghĩ. Đấy chính là nếu mà bị u sơ hay là u nang thì chúng ta không được uống collagen. Nhưng mà thực chất ý, thì cái collagen này trong này nó là những cái thành phần mà chống oxy hóa rất là tốt. Và hoặc là những cái viên uống nội tiết hay là những cái viên mà gọi là mầm đậu nành. Thì bác sĩ có nói là đây thực ra là những cái hiểu lầm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những bệnh nhân mà họ đang điều trị bằng những cái phương pháp nội tiết, bằng những cái phương pháp nội tiết tố ở trong bệnh viện ấy, thì cái hàm lượng nội tiết tố đấy nó rất là cao. Thì lúc đấy là cái estrogen mà từ động vật thì nó mới ảnh hưởng đến, nó mới nuôi cái u sơ của mình. Còn thực chất cái estrogen mà từ thực vật ấy, thì cái hàm lượng của nó, estrogen của nó, cái nội tiết mà từ để nó tăng sinh cái nội tiết của mình lên ấy, thì nó rất là nhỏ. Cái estrogen từ thực vật thì cái hàm lượng của nó rất là nhỏ và nó không đủ để nuôi cái u sơ của mình. Và khi mà mình kiểu uống ví dụ như là những cái viên nội tiết hay là những cái u sơ ấy, những cái viên nội tiết hay là những cái gọi là những cái mầm đậu nành ấy, thì nó sẽ chỉ là một lượng nhỏ mỗi ngày thôi, chứ nó không phải như là những cái phương pháp mà gọi là những cái phương pháp hormone mà mình điều trị ở bệnh viện đó. Thế nên là với những cái tình huống, những cái trường hợp mà như là chúng ta bị u sơ u nang ấy, và thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái loại collagen nào mà cái thành phần mà chống lão hóa của nó cao, thì như thế các chị vẫn uống được và cái da của mình rất là cải thiện. Giống như là kiểu ở trong một vài cái thành phần của viên uống sáng da thì nó sẽ có cái glutathione. Thì cái glutathione này thì trong gọi là để điều trị cho những bệnh nhân ung thư ấy các chị. Thì nhưng mà cái hàm lượng glutathione này thì nó rất là cao. Còn cái hàm lượng glutathione để mà chúng ta làm sáng da ấy thì nó chỉ là một hàm lượng nhỏ nhất định thôi. Đó, nên là các chị vẫn có thể uống được. Còn với những chị em nào mà đang bị u sơ u nang thì em khuyên thật sự là các chị nếu mà muốn cải thiện cả về sức khỏe của mình, cả về làn da của mình, cả về giấc ngủ của mình thì các chị hãy uống omega 3 cho em. Đó, uống omega 3 cho em thì rất là tốt. Thế nên là em uống cái gì thì uống ấy, em vẫn phải có cái nền là omega 3. Bởi vì đây là một cái loại chất béo, một cái loại axit béo rất là tốt cho cơ thể, mà chúng ta cũng có thể ăn uống, ví dụ như là ăn cá hồi này, ăn súp lơ xanh, ăn hạt chia, các loại hạt ví dụ như là óc chó chẳng hạn,
thì nó cũng có chứa rất là nhiều omega 3. Và khi mà chị bổ sung cái omega 3 này tốt ấy, thì nó cũng sẽ tăng sinh cái nội tiết tố tự nhiên cho các chị. Đó, thế nên là khi mà em nhận được rất là nhiều cái feedback của mọi người là uống omega dễ ngủ lắm Thu ơi, xong rồi là uống omega 3 chị cảm giác là chị còn đỡ khô hạn cơ.